Ngọc Trinh trở mặt thách thức dù bị xử phạt vì làm siết trên mô tô, liên lụy đến thầy dạy lái xe. Hành động lái xe mô tô với các tư thế nguy hiểm như buông hai tay, nằm trên yên xe hay ngồi một bên của Ngọc Trinh đã bị công an vào cuộc xác minh xử lý. Thế nhưng, người đẹp vẫn không có thái độ hối cãi, cố chấp giữ nguyên điều này. Những ngày qua, vụ việc Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô nhưng buông cả hai tay, tạo dáng nguy hiểm để diễn xiết trên đường, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa phần đều lên án và không ủng hộ việc người có sức ảnh hưởng như Ngọc Trinh thực hiện quay clip, lan truyền hình ảnh không đúng quy định pháp luật. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, Ngọc Trinh bị xử phạt tổng cộng hơn 17 triệu đồng. Riêng hai chiếc xe Ducati màu xanh và đỏ đều do Ngọc Trinh đứng tên đã bị đội cảnh sát giao thông Bến Thành tạm giữ vì vi phạm khác ở địa bàn quận 1. Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của mình. Tuy nhiên, cho đến trưa 10 tháng 10, những clip ghi lại hình ảnh Ngọc Trinh chạy mô tô vi phạm an toàn giao thông vẫn còn trên các trang cá nhân của người mẫu này. Hiện, clip ghi lại cảnh nữ người mẫu nằm trên yên xe đã đạt gần 16 triệu lượt xem trên tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh. Trong đó, clip Ngọc Trinh có hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe trên đường Trần Bạch Đằng thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, chủ đầu tư chưa bàn giao cho nhà nước quản lý, vẫn nhận về lượt tương tác cao và mức độ phổ biến rộng. Ngọc Trinh có các tài khoản TikTok cá nhân có hơn 6,8 triệu người theo dõi, tài khoản Facebook cá nhân có hơn 5,9 triệu người theo dõi. Chính vì thế, lượt tương tác trên mạng xã hội của nữ người mẫu khá cao. Chính vì thế, các bài đăng của cô luôn có sức ảnh hưởng mạnh đến công chúng. Sau khi bị xử lý, Ngọc Trinh cần có hành động sửa sai, xóa bỏ hoặc ẩn những clip mạo hiểm chứ không phải kiên quyết giữ nguyên trên trang cá nhân có lượng người theo dõi khủng. Đây có thể được coi là hành động ngông cuồng và cố chấp, cố tình câu view của Ngọc Trinh. Ngoài ra, sau khi nhận sai với cơ quan chức năng, điều tiếp theo Ngọc Trinh đáng ra nên làm là lên tiếng xin lỗi và cảnh báo nguy hiểm với công chúng, bởi dù sao, cô cũng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bài đăng gần nhất trên Facebook của Ngọc Trinh lại có nội dung đáp trả dư luận khi bị nói chơi mô tô để chiêu trò gây chú ý. Đánh bóng tên tuổi hả? Vậy là đánh bóng dữ chưa? Kèm theo đó là ảnh đôi chân bị thương sau tai nạn. Trước đó, Ngọc Trinh còn tuyên bố sẽ tiếp tục chạy mô tô sau khi dưỡng thương. Đến hiện tại, không chỉ không ý thức được hành vi của bản thân là sai trái, Ngọc Trinh bị cho rằng có thái độ dửng dưng và thách thức công chúng. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 10 tháng 10, đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng này vừa xử phạt hành vi vi phạm hành chính với người đàn ông xuất hiện trong video nằm trên yên mô tô trong khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Người đàn ông tên Đông xuất hiện trong video nằm trên yên mô tô được xác định là người hướng dẫn Ngọc Trinh các động tác biểu diễn, thả hai tay, đứng trên xe, để hẳn hai chân sang một bên trong các video đăng tải. Cụ thể, người này bị cảnh sát giao thông lập biên bản lỗi nằm trên yên xe điều khiển xe, quy định tại điểm A, khoản 8, điều 6, nghị định 100 năm 2019, sửa đổi bổ sung nghị định 123 năm 2021. Với lỗi này, ông Đồng sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng. Cũng theo lực lượng chức năng, trước đó Ngọc Trinh đã bị lập biên bản lỗi nằm trên yên xe điều khiển xe vì xuất hiện trong video chạy mô tô trên đường khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Chiếc xe Ngọc Trinh cầm lái không phải do Ngọc Trinh làm chủ. Chủ xe cũng bị cảnh sát giao thông lập biên bản hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông và sẽ bị phạt tiền 800.000 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, 1,6 đến 4 triệu đồng đối với tổ chức.